Sau pha vấp ngã cực hài hước, tiền vệ người Ba Lan Sobota đã đánh lừa thủ môn đối phương rồi ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Sau khi dẫn bóng thoát xuống đối mặt với thủ môn Philip Kuhn, tiền vệ Sobota bất ngờ té chân vấp ngã. Điều đáng nói là cú ngã này đã đánh lừa thủ môn Philip Kuhn một cách ngoạn mục. Tận dụng ngay cơ hội, Sobota đã sút bóng trong tư thế nửa nằm nửa ngồi để ghi bàn thắng cho Sobali. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng Sobota đã để bóng chạm tay trong tình huống té ngã. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Không thể phủ nhận, bàn thắng là thứ gia vị không thể thiếu trong bữa tiệc bóng đá. Mỗi bàn thắng được ghi theo cách khác nhau, nhưng tất cả đều tạo nên cảm xúc khó tả cho người hâm mộ môn túc cầu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những bàn thắng hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới nhé. Trong tình huống này, Coutinho đã xoay sở và vượt qua hai hậu vệ Everton trước khi cứa lòng đẳng cấp và góc xa, khiến Robles chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Trong trận đấu giữa Scotland và Cộng hòa Séc, trong khuôn khổ bảng D Euro 2020, một tuyệt phẩm vô cùng mãn nhãn đã xuất hiện. Tiền đạo Patrick của Cộng hòa Séc đã vẽ nên một đường cong tuyệt vời giữa sân và đánh bại thủ môn David Marshall của Scotland. Tình huống diễn ra vào phút 52, Cộng hòa Séc đang phản công chớp nhoáng. Patrick quan sát thấy thủ môn đối phương lên khá cao so với khung thành. Anh đã liền tung cú sút chân trái gần giữa sân, bóng đi lượn cầu vòng và nằm gọn trong lưới. Nhận đường truyền qua cú chạm chân tinh tế của Bruno Fernandes, tiền đạo người Uruguay Cavani thực hiện cú bấm bóng một chạm khi vẫn ở khoảng cách rất xa so với khung thành. Thủ môn của Fulham bất ngờ và không thể ngăn cản một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Trong tình huống này, tiền đạo người Anh nhận bóng bên cánh trái, solo đẳng cấp vượt qua 3 hậu vệ chủ nhà trước khi dứt điểm quyết đoán đánh bại Ryan. Bruno Fernandes là người kiến tạo cho Rashford với đường chuyền bằng má điệu nghệ. Chamberlain đã ghi bàn vào lưới Arsenal ở Cúp Liên đoàn Anh 2019. Tiền vệ sinh năm 1993 đã lập một siêu phẩm. Anh tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Arsenal phải bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Cầu thủ Liverpool khẳng định không ăn mừng vì tôn trọng đội bóng cũ. Trong trận Liverpool thảm bại 2-7 trước chủ nhà Aston Villa ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2020, Grealish đã lập cú đúp và đây là một trong hai pha lập công của anh. Trong trận đấu có tỷ số 3 đều đầy ngạt thở và điên rồ giữa MU và Sheffield, Rashford đã lập công ở phút 80 với pha xử lý đầy kỹ thuật của mình, cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng ấy. Phút 48 trận đấu, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Riyad Mahrez thoát xuống ngoặt bóng loại bỏ trung vệ Demi Salis rồi thực hiện pha dứt điểm hạ gục thủ môn Joe Hart. Ở tình huống này, Messi đi bóng rồi kiến tạo và một pha ra chân một chạm của Eto'o đã đưa bóng đi thẳng vào lưới Panathinaikos. Pha lập công này của Báo Đen được chọn vào danh sách 60 bàn thắng đẹp nhất lịch sử Champions League và cũng là bàn thắng đẹp nhất nhì của Eto'o trong màu áo Barca. Francesco Totti là một trong những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Cách anh ghi bàn cũng khiến cho người ta phải ngã mũ. Nếu như mà bạn chưa tin thì hãy chiêm ngưỡng pha lốp bóng đỉnh cao này của ngôi sao thành Roma. Giờ thì tin rồi chứ. Chuyến làm khách của Arsenal trên sân Anfield vào ngày 21 tháng 4 năm 2009 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009 có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của Andre Arshavin. Anh đã lập cú poker để đời vào lưới Liverpool và đây là một trong 4 bàn thắng mà Arshavin ghi được ngày hôm ấy. Trong một trận đấu với Sevilla, Cristiano Ronaldo đã hoàn tất cú hat-trick của mình bằng một pha bứt tốc ngoạn mục từ sân nhà tới khung thành đối phương không khác gì Usain Bolt. Cụ thể, nhận bóng từ phần sân nhà, Cristiano Ronaldo đã thực hiện một phần thi chạy 100m trên sân cỏ, phối hợp với Higuain rồi dứt điểm cận thành hoàn tất cú hat-trick đẹp mắt của mình vào lưới Sevilla.
Những bàn thắng kiểu xe đạp chổng ngược luôn đem đến cho khán giả cảm xúc khó tả vì tính chất ngẫu hứng của nó. Ở tình huống này, có thể thấy Rivaldo đã làm đúng điều đó. Ngôi sao Barca tung người móc bóng trong sự ngỡ ngàng không chỉ của khán giả mà còn cả các hậu vệ đối thủ theo kèm anh. Dẫn Bayern đến 3-0 nhưng mà MU vẫn cay đắng nhìn đối thủ giành vé đá bán kết. Một trong hai bàn của Hùng Xám đến từ cái chân trái ma thuật của Rodben và nó xứng danh tuyệt tác. Đó là pha bắt volley một chạm tuyệt đẹp bằng chân trái đánh gục Van der Sar, đưa Bayern Munich tiến vào bán kết C1 năm 2017. Phút sở hữu thể lực sung mãn, thường xuyên có những cú sút xa như búa bổ làm bó tay thủ môn đối phương. Và cú sút xa tung lưới Dortmund từ cự ly gần 30m của tiền đạo Brazil là một trong những ví dụ. Phút 75 trận đấu với Thụy Sĩ tại Euro 2020, Paul Pogba đã có pha xử lý cực bình tĩnh và tinh tế từ ngoài vòng cấm. Anh đã vẽ cầu vòng tuyệt đẹp không cho thủ thành Sommer cơ hội nào để cản phá khi mà bóng ghim vào góc chết. Ferran Torres đã thực hiện cú đánh gót đầy ngẫu hứng ở trận thắng 4-3 của Man City trước Newcastle tại vòng 36 Premier League. Cụ thể, sau quả đá phạt trực tiếp của Ilkay Gundogan, Ferran Torres đánh gót ở trong vòng cấm, làm tung lưới Newcastle. Đây là bàn thắng giúp Man City vượt lên dẫn trước 2-1. Sở hữu lối chơi, tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời, Angel Di Maria từng không ít lần có những pha xử lý rất ngẫu hứng, đặc biệt là các tình huống chuyền bóng và ghi bàn theo kiểu Rabona. Một bàn thắng được thực hiện khi anh còn khoác áo Benfica, ở thế buộc phải dứt điểm bằng chân phải, song Di Maria lại dùng chân trái để thực hiện một cú Rabona hạ gục thủ môn đối phương. Antonio Valencia đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp trong cuộc so tài với Everton ở vòng 5 ngoại hạng Anh mùa 2017-2018. Nhận bóng từ đường tạt của Nemanja Matic, Valencia đã tung cú volley trái phá, không cho thủ thành Jordan Pickford cơ hội cản phá nào. Marcus Rashford đã ghi một siêu phẩm sút phạt mãn nhãn giúp Manchester United hạ Chelsea ở trận cầu cúp liên đoàn hôm 31 tháng 10 năm 2019. Nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo người Anh đã thực hiện pha sút phạt theo kiểu mù lai má và phần nào tái hiện siêu phẩm của Cristiano Ronaldo ghi ở trận MU 2021 năm 2008. Juninho được mệnh danh là vua đá phạt trong thế giới bóng đá. Cầu thủ Brazil sút bóng đi với quỹ đạo rất khó chịu dù ở cự ly gần hay là cự ly xa. Mỗi khi Juninho đứng trước một pha đá phạt cố định, anh đều khiến thủ môn đối phương phải vã mồ hôi. Hãy xem tình huống này để biết lý do vì sao. Vừa rồi là những bàn thắng hiếm có, khó tìm của các ngôi sao bóng đá. Đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!